Tập 57 Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục phần 3 Linh Bằng Đấu La. Chẳng những không hề bị suy yếu, ngược lại dường như là lại trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Không bị suy yếu sao, ngược lại trở nên mạnh mẽ? Đường Vũ Lân nói, vậy thì ngươi đánh ta một quyền thử xem, ta cảm thụ lực lượng của ngươi một chút. Đường Vũ Lân lừng lên tay phải đối mặt với Vương Kim Tý. Phanh một tiếng, Đường Vũ Lân không chút sức mẻ. Vương Kim Tỷ lại là thân thể chấn động ngã vào ghế sofa. Ánh mắt của hắn nhanh chóng trở nên ngốc trệ, nhìn chăm chăm Đường Vũ Lân, sự kinh ngạc biến thành không thể tưởng tượng nổi. Thay đổi rồi. Đường Vũ Lân nói, cái gì thay đổi? Giống như không thể cảm nhận được hồn lực của ngươi mạnh thêm chút nào cả, giống như là còn có chút suy yếu. Vương Kim Tỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn rồi nói, thời điểm ta hướng về người công kích, trong quá trình đó, hồn lực của ta dường như là nhanh chóng bị hạ thấp suy yếu. Thời điểm lúc ta đánh trúng người, so với lúc này hoàn toàn bất đồng. Đường Vũ Lân cũng sửng sốt, nếu hắn đánh mình thì là sẽ bị suy yếu, đây là tình huống gì? Biểu lộ của hai người đều trở nên cổ quái. Đường Vũ Lân nói, ta cảm thấy vấn đề này chúng ta cần phải đến hỏi thăm Vũ lão sư. So với chúng ta chỗ ở chỗ này đoán mò thì là tốt hơn nhiều. Được rồi, Vương Kim Tỷ không chút do dự đáp ứng, không hiểu rõ ràng chuyện này, hắn chỉ sợ là ngủ cũng không được. Hai người nhanh chóng sóng vai, đi thẳng đến phòng của Vũ Trường Công. Vũ Trường Công mặc đồ một bộ trường bào màu trắng rộng thùng thình, tóc dài tự nhiên rối tung ở sau lưng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai chữ này cũng là diễn tả hắn thích hợp nhất. Nghe hai đứa nhỏ trình bày rõ ý muốn của mình, Vũ Trường Công quyết định thật là nhanh sẽ nói, kiểm tra lại đi, nhưng mà ta vừa mới kiểm tra các người hôm trước mà. Đặc quyền của Linh Ban rất là lớn, một trong số đó là có thể sử dụng thiết bị kiểm tra của học viện bất cứ lúc nào. Máy kiểm tra sức mạnh mới đã được đặt tại vị trí của chiếc máy cũ bị Vũ Lân đánh hỏng trước đó. Vũ Trường Công nói, Đường Vũ Lân, người phóng thích xà lòng úy, Vương Kim Tý, người cảm nhận được sức mạnh của mình sẽ có tăng lên hay không? Sau đó hay là công kích máy kiểm tra sức mạnh? Vâng, ầm một tiếng, Vương Kim Tý cảm nhận được hồn lực của mình sôi trào, trong chút do dự nào đánh mạnh vào một quyền. Hữu quyền 643 cân, Vương Kim Tỷ sừng sốt, Đường Vũ Lân cũng là đồng dạng sừng sốt. Phải biết rằng trước đây không bao lâu, lúc mà tiến hành kiểm tra, sức mạnh tay phải của Vương Kim Tỷ bất quá chỉ là hơn 400 cân mà thôi, hiện tại tăng lên tới những gần 50%. Cảm giác của người là chính xác, Đường Vũ Lân long uy đối với người có tác dụng bổ trợ tích cực, Vũ Trường Không trầm giọng nói. Vương Kim Tỷ có chút mơ hồ rồi nói, nhưng tại sao lúc ở trên lớp con lại bị áp chế mà không phải là tăng cường? Địch ý, Vũ Trường Công không chút do dự trả lời, đó là bởi vì người có địch ý đối với hắn. Cảm nhận được địch ý, Long Uy lập tức là nảy sinh ra biến hóa đáp trả, dẫn đến sự trấn áp. Khi mà các người không có địch ý với nhau hoặc là thiện ý, hiệu quả của Long Uy ắt là sẽ là biến thành bổ trợ, giúp tăng cường sức mạnh. Vương Kim Tỷ ngơ ngác rồi nói một cách khác còn vĩnh viễn cũng không thể đối địch với hắn. Vũ Trường Công gật đầu rồi nói, theo một ý nghĩa nào đó có thể nói như vậy, trừ phi tu vi của người vượt xa hắn sẽ không bị Long Uy ảnh hưởng. Nếu tôi đoán không sai, đại nhị võ hồn của Vũ Lân thuộc về một loại long mạch có cấp độ cực kỳ là cao, nên mới là gây ảnh hưởng lớn như vậy đối với người. Không chỉ người, bất kỳ ai có võ hồn thuộc tính long mạch đều chịu ảnh hưởng tương tự, trừ khi đối phương có võ hồn long mạch cường đại không kém gì hắn mới có thể không bị ảnh hưởng bởi Long Uy. Thẳng thắn mà nói, tình huống này lần đầu ta gặp, bảo vệ những nghiên cứu về tính tương khắc của võ hồn cũng có giới hạn, thượng vị võ hồn đối với hạ vị võ hồn cũng là có áp chế, nhưng còn tác dụng bổ trợ khác như là các người, ta chưa từng nghe qua. Vương Kim Tỷ nhìn Đường Vũ Lân, vẻ mặt trở lên vô cùng quái dị. Rốt cuộc là long mạch như thế nào mới là có thể ảnh hưởng tới mình như vậy? Trên thực tế, có một cách nhanh chóng để giải quyết vấn đề này là giết hắn, chỉ cần Đường Vũ Lân chết rồi, áp chế tự nhiên sẽ là không còn tồn tại. Vương Kim Tỷ xuất thân từ gia tộc lớn, trí tưởng tượng so với hài tử cũng tuổi phong phú là hơn nhiều. Vũ Trường Công nói, các ngươi tối nay tiến hành thêm một thí nghiệm. Đường Vũ Lân, ngươi cùng với Vương Kim Tỷ ở cùng một phòng đồng thời minh tưởng, thử xem là hiệu quả thế nào. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, đồng thời minh tưởng. Vương Kim Tỷ cũng sửng sốt một chút, tia sáng trong cơ thể cũng lòng cũng lặng yên ẩn giấu đi. Đặc thù võ hồn của Đường Vũ Lân không chỉ là uy hiếp đối với hắn, mà còn là một sự uy hiếp đối với cả gia tộc hắn. Lên mới, liếm mới, cường giả trong tộc ra tay, vậy giết hắn vốn là không thành vấn đề, nhưng thực sự phải làm như vậy hay sao? Trong lòng hắn cũng đang rẽ rùa, cảm giác bị áp chế đối với bất kỳ ai cũng thật là không dễ chịu. Một lần nữa trở lại phòng Vương Kim Tý, Đường Vũ Lân cùng với Vương Kim Tý phân biệt ngồi khoanh chân bắt đầu minh tưởng. Vũ Trường Công cũng ở lại chỗ này, cảm thụ biến hóa trong hơi thở của bọn trẻ.
Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền tiến vào trong trạng thái nhập định. Vương Kim Tỷ tâm tình tự hào cũng là nhiều dao động, tiến vào trong trạng thái nhập định chậm hơn nhiều. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Vương Kim Tỷ mới là bắt đầu nhập định. Vũ Trường Công yên lặng cảm thú, hai người hồn lực vận hành đều là vô cùng vững vàng, nhưng hiện tại vẫn không thể nhìn ra được khác nhau ở chỗ nào. Có lẽ phải chờ bọn chúng tự mình nói ra cảm thụ của mình vào ngày hôm sau. Đường Vũ Lân yên lặng bình thường, trong cơ thể hồn lực lặng lẽ là vận chuyển. Hắn cơ hồ cảm giác được thời điểm hấp thu năng lượng ngoại giới, giống như còn có luồng năng lượng khác lường theo quá trình minh tưởng tiến vào trong cơ thể, khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút, tuy không quá rõ ràng nhưng thực sự có tồn tại. Xem ra Vũ đạo sư đã đoán đúng, thật sự rằng sẽ phát sinh ra một ít ảnh hưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Vũ Lân là người đầu tiên tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng. Hắn hiểu rõ hồn lực của mình tăng lên so với tu luyện bình thường nhanh hơn một chút, có thể nói hơn hẳn một bậc. Hắn có thể khẳng định rằng bản thân đã đạt đến cấp 14. Một khắc sau đó, Vương Kim Tỷ từ minh tưởng tỉnh lại, mở mắt ra. Đến đỉnh rồi, Vũ Trường Công ngồi cách đó không xa nhẹ nhàng lên tiếng, nói ra một chút cảm giác của các người đi. Tốc độ tu luyện của con có hiệu quả cao hơn bình thường, Đường Vũ Lân đáp. Vậy ngươi thì sao? Vũ Trường Công nhìn về phía của Vương Kim Tỷ. Vương Kim Tỷ ánh mắt phức tạp nhìn Đường Vũ Lân. Con cũng có, nhưng trong quá trình tu luyện, giống như con có một phần năng lượng tự rời khỏi cơ thể, hướng về phía của Đường Vũ Lân mà thoát ra. Tóm lại tốc độ tu luyện tuy là vẫn tăng cường, nhưng không hề cao, chỉ khoảng 10% đổ lại. Đường Vũ Lân nói, của ta chắc là khoảng 5% đi. Hỗ trợ lẫn nhau, Vũ Trường Công trong ánh mắt có chút là nghi ngờ. Trong quá trình vận chuyển hồn lực, các ngươi nắm tay nhau một cách thiện ý cho ta xem một chút, hắn lại là đưa ra một phương thức mới. Đường Vũ Lân cùng với Vương Kim Tỷ liếc mắt nhìn nhau, hai người từng người giơ tay lên, cùng nắm tay nhau, đồng thời thôi thúc hồn lực. Nhất thời một màn kỳ dị xuất hiện, Đường Vũ Lân tay phải một cách tự nhiên hiện ra vảy màu vàng kim. Điều làm cho mọi người khiếp sợ chính là Vương Kim Tỷ trên tay phải hiện ra một tầng vảy mịn màu đen. Tuy không hiện rõ ràng như là Đường Vũ Lân nhưng đúng là có tồn tại. Vương Kim Tỷ cảm giác được sức mạnh của toàn thân của mình tăng lên, hồn lực dâng trào càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng tốc độ hiểu tiêu hao hồn lực cũng là theo đó tăng nhanh. Sức mạnh tăng cường, tiêu hao tăng cường, hắn vội vàng đem cảm tụ nói ra. Cái này không phải là tưởng tượng như là kim long chảo của ta sao, Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ. Vậy màu đen kéo dài ra, lan tràn toàn bộ cánh tay phải của hắn, sau đó là ở cổ và ngực. Nhưng cũng chỉ tới đấy, vì hồn lực của Vương Kim Tỷ đã có chút không cách nào chống đỡ. Có thể nhận ra được khi mà lớp vảy lan tràn, cánh tay còn lại của hắn cũng xuất hiện ra những hoa văn màu đen nhạt. Đường Vũ Lân đã là từng thấy hoa văn trên người của mình, so ra hoa văn của Vương Kim Tỷ đơn giản hơn nhiều, chỉ là từng đạo đường nét màu đen, không hề phức tạp như là kim long văn của hắn. Đây là... Vũ Trường Công kinh ngạc nói, không đơn giản chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, mà còn tương tự như là biến hóa của võ hồn dung hợp. Nói một cách khác, Đường Vũ Lân có thể giúp người tăng cường rất nhiều sức mạnh, làm người trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, tuy nhiên tiêu hao tăng mạnh, nhưng cũng tương đương trình độ tăng lên. Đường Vũ Lân, võ hồn của người cũng thật là quá cường hãn. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu một cái, hắn cũng không có nghĩ tới võ hồn của mình vẫn có hiệu quả này, nhưng mà đối với ta giải có vẻ lại không có tác dụng như vậy. Lúc trước cùng trong phòng ngủ tu luyện, hắn không hề có cảm giác gì. Vũ lão sư, tại sao ta giải không được? Võ hồn của hắn bên trong cũng có long mạch ký tức mới đúng. Vũ Trường Công nói, khả năng bởi vì võ hồn của hắn vốn không phải là loài rồng mà là long trí, e rằng chỉ là thuần túy long thuộc tộc về võ hồn mới là bị long mạch võ hồn của người ảnh hưởng lớn đến như vậy. Mặt khác, long uy của người áp chế tạ giải do đó cũng không hề lớn. Vương Kim Thị cười khổ rồi nói, gần như long tộc võ hồn đều là cao cấp võ hồn. Vũ Lân, nếu điều này bị giới hồn sư bên ngoài biết được, chắc chắn sẽ là trận tròn con mắt, thực sự quá là nghịch thiên đi. Đừng Vũ Lân ánh mắt sáng lên rồi nói, Vũ lão sư có thể có khả năng này hay không? Con đồng thời cũng đồng đảo là long tộc võ hồn hồn sư tu luyện, năng lượng của bọn họ đều ít nhiều đối với con có tác dụng tăng cường quá trình minh tưởng, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Vũ Trường Công lắc đầu một cái rồi nói, khả năng này không tồn tại, người chịu ảnh hưởng của Vương Kim Thị thì có cảm giác gì? Cũng phải phản tâm một phần để tiếp nhận ra ngoại năng từ bên ngoài đúng không? Đường Vũ Lân gật gù, đúng vậy, nhưng có vẻ cũng không có quá khó khăn. Vũ Trường Công nói tiếp, vì tinh thần lực của người đã đạt đến linh thông cảnh, thực lực của người hiện tại có thể tiến nhập đồng tu cùng với hai gã long mạch có võ hồn hồn sư. Nhiều hơn nữa, người không thể nào phân tâm đón nhận được. Việc này cũng tương tự như là hấp thụ hồn linh vậy. Tinh thần lực càng mạnh càng có thể cùng lúc làm được nhiều việc.
đón nhận được nhiều tinh thần xung kích hơn. Dẫn xuất ngoại lực tăng cường dung nhập vào cơ thể, chủ yếu dựa vào tinh thần lực. Cảnh giới tinh thần lực cao hơn sẽ là giúp người đồng tu cùng lúc với nhiều người mà hơn. Đường Vũ Lân gãi cái đầu một cái, tu luyện quả nhiên không có đường tắt nào dễ dàng. Có điều ông coi như là vậy, cùng với Vương Kim Thị đồng thời tu luyện giúp tăng tốc độ tu luyện của mình, dù sao cũng là chuyện tốt. Đối với Vương Kim Thị cũng vậy, tốc độ tu luyện của hắn so với mình còn được gia tốc hơn lớn hơn nhiều. Vũ trưởng không nói, phòng ngô của các người sẽ là điều chỉnh một chút. Đường Vũ Lân, người có thể cùng với làm ngân thảo để gắn kết hai người. Như vậy, dù từng người ở phòng ngủ của mình tưởng cũng không thành vấn đề. Từ nay về sau, các người cứ làm như vậy, nếu có cảm giác có biến hóa gì không ổn thì đến tìm ta. Vâng, hai người đồng thời đáp lại, Vũ Trường Công cũng là cuối cùng rời đi. Ta cũng đi đây. Đường Vũ Lân hướng về phía Vương Kim Thủy phất phất tay một cái. Chờ một chút đi, Vương Kim Thủy gọi với lại. Có chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn về phía của hắn. Vương Kim Thủy sắc mặt quá dị rồi nói, ta còn có một loại cảm giác quên nói với Vũ Lão Sư. Sau khi cùng người đồng tu, không biết tại sao hiện tại ta cảm giác rằng nhìn ngươi thuận mắt hơn một chút, cảm giác đặc thù kiểu này có tính hay không? Đường Vũ Lân cười ha ha rồi nói, cái gì mà cảm giác đặc thù, chúng ta đồng thời tu luyện, nhờ ta mà tốc độ tu luyện hồn lực của người gia tăng, tự nhiên sẽ thấy ta với vừa mắt hơn một chút. Ta đi đây, vừa nói hắn hướng về phía Vương Kim Thị khoát tay áo một cái, hướng ký túc xá của mình đi tới. Bất kể là hắn hay là Vương Kim Thị đều không chú ý tới, lúc mà Đường Vũ Lân rời đi, chân chắn của Vương Kim Thị lóe lên một vệt hoa văn màu vàng kim nhạt, vô cùng nhạt. Nhưng cũng với hoa văn màu vàng kim trên người của Đường Vũ Lân có khí tức tương tự nhau. Đường Vũ Lân tâm tình là vô cùng tốt, nhân lúc thời gian vẫn còn sớm, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền đến thao trường chạy bộ. Hỗ trợ lẫn nhau tu luyện sẽ có thể giúp cải thiện quan hệ giữa mình và Vương Kim Tý, thực sự là chuyện tốt. Dù sao cũng là đồng học cùng linh bán, tương lai 5 năm tới là có nhiều dịp phải tu luyện cùng nhau. Đang chạy là một bóng người hình quen thuộc, cũng là nhẹ nhàng sải bước trên đường lăng, chính là Nà Nàng sao? Âu Dương Tử Hình cũng nhìn thấy Đường Vũ Lân, với vẫy tay với hắn, liền là hướng hắn chạy thẳng đến. Lần này, Đường Vũ Lân cũng không đến gần nàng, vẫn giữ nguyên nhịp điệu đang cháy, lạnh ngắn bóng dáng của nàng, tràn ngập thanh xuân sức sống từ xa, trên thao trường chạy lại. Hắn rất là hưởng thụ cảm giác này, thưởng thức người đẹp, ngắm cái đẹp của cả cổ để cho lòng của người ta sung sướng, không phải hay sao? Chạy bộ, ăn cơm và đi học, đa phần lúc Vũ Lân đến được phòng học thì là bốn người còn lại đều đã có mặt. Hết cách rồi, vì hắn ăn nhiều, tự nhiên thời gian ăn cũng là phải kéo dài hơn người khác rất lâu. Từ khi hấp thu được sức mạnh của Kim Long Vương, phong ấn lần thứ nhất, lực lượng ăn cơm của Đường Vũ Lân cũng không những là giảm mà là còn tăng. Hiện tại, cách mà hắn ăn cơm đã là trở thành một cảnh cực kỳ thú vị. Ngắm hắn ăn, đoàn số lượng tổng cộng cũng là đã trở thành thú vui tào nhã được các học viên khác rất là ưa chuộng. Học viên Linh Ban được cung cấp miễn phí món ăn giáp, đây là điều khiến cho Đường Vũ Lân cảm thấy may mắn nhất khi mà tham gia nhập Linh Ban. Tuy nhiên, lực lượng cơm hắn ăn mỗi ngày cũng là làm cho Long Hoàng Húc vì thế mà đau đầu.